Câu 191 đến câu 195 gồm có 3 bài đọc. Bài số 1 là bài báo, bài số 2 là email, bài số 3 là một cái form ha. Câu 191. What is true? Điều gì đúng về cái hội chợ việc làm Aurora Job Fair? Về từ khóa chính là cái hội chợ này phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A. Nó sẽ focus on, chú trọng vào những cái nghề nghiệp ở trong một cái ngành cụ thể. Câu B. Nó initially, ban đầu được đề xuất bởi thị trường của thành phố. Câu C. Nó sẽ không tính phí tham dự của một số người tham gia. Câu D. Nó là cái sự kiện đầu tiên trong cái chuỗi sự kiện được lên kế hoạch trong năm. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem từ khóa là cái hội chợ việc làm Aurora Job Fair nằm ở vị trí nào em nhé. Câu đầu tiên mình dò bài số 1 luôn ha. Ở đây form nào trên từ đây có nè. Rồi cùng đọc các em nha. Job Fair, hội chợ việc làm đầu tiên của Aurora. Sau khi đọc xong câu này thì có nhiều bạn đã đáp án là câu D. Nhưng đọc kỹ lại thử câu D nó nói gì nha. Câu D nó nói rằng là Aurora Job Fair là cái sự kiện đầu tiên trong một chuỗi các sự kiện được lên kế hoạch trong năm. Nhưng trong bài có nói như vậy không? Nó đâu có nói gì đến là cái sự kiện đầu tiên trong cái sự kiện được lên kế hoạch trong năm đâu. Nó chỉ nói đây là cái hội chợ việc làm đầu tiên của Aurora thôi. Hai cái nghĩa nó hoàn toàn khác nhau ha. Vậy mình dạy tiếp em nha. The Aurora Chamber of Commerce sẽ conduct, tiến hành thực hiện cái hội chợ việc làm Aurora đầu tiên vào ngày 29 tháng 3 từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối tại Arena, là cái sân vận động của thành phố Aurora. Chưa đáp án, phong nào đọc tiếp nha. Coordinator, điều phối viên Alex McDee đã giải thích rằng á, cái hội chợ việc làm này được tổ chức in response to, để đáp lại calls, những cái lời kêu gọi từ thị trưởng Owen Brownstein, cái người đã yêu cầu cộng đồng doanh nghiệp giúp đỡ thành phố để mà giải quyết những cái vấn đề liên quan đến unemployment, thất nghiệp. Vậy khi mà đọc xong câu này đó, có nhiều bạn sẽ đáp án là câu B. Nhưng em đọc kỹ lại nha, câu B là gì đây? Nó initially, đầu tiên là được đề xuất bởi thị trưởng của thành phố. Nhưng mà trong bài đọc có nói là thị trưởng của thành phố đã đề xuất mở ra cái hội chợ Job Fair này không em? Không, mà thị trưởng của thành phố làm gì? Thị trưởng của thành phố đó chỉ kêu gọi cái sự giúp đỡ, yêu cầu cộng đồng doanh nghiệp giúp đỡ cho thành phố giải quyết cái vấn đề về thất nghiệp, chứ họ không có đề xuất là mở ra cái hội chợ Job Fair. Cái đề xuất mà mở ra hội chợ Job Fair là do Aurora Chamber of Commerce đã nghĩ ra và thực hiện, phải không nào? Vậy hai cái nghĩa này nó cũng khác nhau nha. Vậy câu B cũng không phải luôn em. Câu B không phải nè, câu D cũng không phải. Bây giờ đáp án là câu A hay câu C, mình vào tiếp nha. 50 công ty được dự đoán là sẽ tham dự. Employers, các chủ doanh nghiệp mà muốn có được cái bàn kích cỡ thông thường tại cái sự kiện thì sẽ bị tính phí là $150. Trong khi đó, những cái bàn mà kích cỡ gấp đôi đó thì có chi phí là $250. However, tuy nhiên, những ai mà đăng ký trước ngày 28 tháng 2 sẽ reserve, sẽ có thể đặt trước một cái bàn kích cỡ thông thường, chỉ tốn có $130 thôi. Để mà đăng ký và thanh toán, hoặc là thanh toán thì hãy liên hệ Liz Berry tại địa chỉ email này. Job seekers, những người mà tìm việc làm thì không cần phải đăng ký in advance trước mà sẽ được cho vào miễn phí. Vậy thì em xem nè, những người mà tìm kiếm việc làm thì không cần phải đăng ký mà cũng không cần đóng phí luôn, mà họ được cho vào miễn phí. Vậy đáp án là câu nào vậy em? Câu C phải không? Là cái hội chợ việc làm Aurora sẽ không tính phí tham dự của một số thành viên tham gia. Cụ thể đó là những job seekers, những người tìm kiếm việc làm ha. Đáp án là câu C. Câu 192. Why? Tại sao Mr. Collins lại viết email? Đây là dạng câu hỏi về mục đích của email. Đối với dạng này thì đọc đáp án trước, sau đó đọc đoạn đầu hoặc đoạn cuối của email em nha. Đọc đáp án trước nào, câu A. To make a special request, để thực hiện một cái yêu cầu đặc biệt cho cái sự kiện sắp tới. Câu B. Để find out, để tìm hiểu, biết được xem những công ty nào đã tham dự cái hội chợ việc làm Job Fair. Câu C. Để hỏi về giá cả cho những người tham dự thuộc tổ chức hay là công ty. Câu T, to recruit, để tuyển dụng volunteers, tình nguyện viên làm việc tại hội chợ việc làm. Sau bây giờ mình sẽ cùng vào đoạn đầu của email trước em nha. Email là bài số 2 nè, cùng đọc nào. Email này gửi đến cho Liz Perry, gửi tới Mr. Colin, ngày gửi nè, chủ đề là hội chợ việc làm Aurora. Dear Miss Perry, tôi đã đọc cái bài báo về cái hội chợ việc làm sắp tới và công ty của tôi là Start Mortgage rất là muốn tham dự. Chúng tôi làm việc gần gũi thân thiết với một công ty khác là Bingham Title, công ty này cũng rất là muốn tham gia. Chúng tôi actually, thật ra thật sự là subsidiaries, là công ty con hay là công ty chi nhánh em, là công ty con, công ty chi nhánh của công ty Moore Investments. Is it possible for us? Vậy liệu chúng tôi có thể có được những cái quầy mà nó ở kế bên nhau hay không? Điều này sẽ allow cho phép chúng tôi coordinate, cộng tác chặt chẽ,
thắng khít trong suốt cái sự kiện. Vậy thì em xem nè, Mr. Collins hỏi Miss Perry rằng á, là is it possible for us, liệu chúng tôi có thể có được những cái quầy ở cạnh nhau hay không? Điều này sẽ cho phép chúng tôi cộng tác chặt chẽ với nhau trong suốt sự kiện. Vậy theo em, mục đích của email là để làm gì vậy? Đáp án là câu câu A phải không, là để thực hiện cái yêu cầu đặc biệt cho cái sự kiện sắp tới. Và yêu cầu đặc biệt ở đây á, là để cho hai cái công ty có được hai cái quầy ở kế bên nhau để có thể cộng tác chặt chẽ với nhau. Được không nào? Đáp án là câu A ha. Câu 193, điều gì được đề cập về công ty Bingham Title? Về từ khóa chính là công ty này phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A. Nó hoạt động một số chi nhánh ở thành phố Aurora, Kobe. Nó được sở hữu bởi công ty Moore Investments. Đáp án là câu B phải không? Có lẽ mình thấy rồi em đây nè. We are actually, chúng tôi thực ra thật sự, mà chúng tôi ở đây là ai vậy em? Chúng tôi đây là Star Market và Bingham Title phải không? Chúng tôi thực ra là subsidiaries, là công ty con, công ty chi nhánh của công ty Moore Investment. Vậy đáp án là câu B ha, là công ty Bingham Title thuộc sở hữu của công ty Moore Investment. Ok. Câu 194, điều gì được nói về Mr. Collins? Về từ khóa chính là Mr. Collins phải không nào? Sẽ bán trước nghe câu A. Công ty của ông ấy sẽ lấy cái banner quảng cáo vào các ngày diễn ra hội chợ. Cô B, ông ấy đã gửi cái bill cho Miss Perry để mà tham dự cái hội chợ. Cô C, công ty của ông ấy sẽ thiết lập bố trí một cái quầy ở gần cái entrance, cái lối vào arena sân vận động thành phố Aurora. Cô D, ông ấy đã viết một bài báo về cái hội chợ việc làm Aurora sắp tới. Sau bây giờ mình sẽ cùng giờ tiếp xem bài này nói gì về Mr. Collins em nhé. Giờ tiếp bài số 2 ha. Sau cùng đọc nào. Đoạn cuối mình chưa đọc nên giờ đoạn cuối nha. Nếu điều này có thể được chấp nhận thì tôi sẽ tiến hành và đăng ký thanh toán cho cái bàn của chúng tôi và báo cho đồng nghiệp của tôi tại công ty Bingham Title làm điều tương tự. Cảm ơn cái sự xem xét của bạn. Chưa có đáp án, form nào đọc tiếp nha. Em giờ tiếp bài số 3 đi. Bài số 3 là một cái form. Sẽ có thể câu 194 là câu liên hệ giữa hai bài ha. Em xem là bài số 3 là một cái form xác nhận cái việc tham dự của một cái công ty hay là tổ chức. Rồi cùng đọc em nha. Thank you, cảm ơn bạn vì đã đăng ký. Và chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ nhận thấy cái hội chợ việc làm nó hữu ích, nó có ích. Cái form này đóng vai trò như là cái phiếu xác nhận cái việc đăng ký của bạn. Vì thế vui lòng hãy mang theo nó đến địa điểm diễn ra sự kiện. Công ty đăng ký là Bingham Title. Người đại diện nè em. Số điện thoại, địa chỉ email. Tổng số vé, số thẻ cần là 3. Số bàn cần là 1. Kích cỡ regular, thông thường. Phương thức thanh toán là thẻ tín dụng. Cái mã số cái bàn của bạn là C14. Nó nằm ở gần cái entrance, cái lối vào chính của cái địa điểm. Ok em xem nè. Cái bàn của công ty Bingham Title đăng ký tại cái hội chợ việc làm á, nó nằm gần cái lối vào chính của địa điểm diễn ra. Mà địa điểm diễn ra là ở đâu vậy em? Lúc nãy mình có dò bài số 1 rồi. Là nó diễn ra tại arena sân vận động của thành phố Aurora, phải không nào? Vậy có nghĩa là cái bàn của công ty Bingham Title sẽ nằm ở gần cái lối vào của sân vận động, phải không nào? Mà lúc nãy em bài số 2 mình có đọc là gì? Nếu mà cái điều này được chấp thuận, có nghĩa là cái điều này là điều gì em? Là cái điều mà hai cái quầy của hai công ty nó được nằm kế bên nhau á, được chấp thuận thì họ mới tiến hành đăng ký. Vậy Bingham Title đã tiến hành đăng ký rồi, chắc chắn là hai cái quầy này được nằm kế bên nhau, phải không? Vậy chắc chắn là công ty của Collins cũng được nằm ở gần cái lối vào của sân vận động, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào với em? Ở câu C, phải không? Ok. Là cái công ty của Mr. Collins á, sẽ bố trí, sẽ thiết lập một cái quầy ở gần cái lối vào của sân vận động thành phố Aurora ha. Câu 195, điều gì được chỉ ra được nói về Miss Jacobs? Về từ khóa chính là cái tên riêng này, phải không nào? Sẽ bán trước cái câu A. Cô ấy đã yêu cầu 3 nhân viên khác giúp đỡ cô ấy tại các hội chợ. Cô B, cô ấy sẽ được reimburse, hoàn tiền lại bởi Star Market. Cô C, cô ấy đã thanh toán một cái giá tiền được giảm cho cái bàn, có nghĩa là cô ấy được giảm giá cho cái bàn đấy em. Cô D, cô ấy cần mang proof of identity, là giấy tờ nhận diện đấy em, ví dụ như là chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hay là hộ chiếu ha, đến cái sự kiện. Câu cuối là mình nhập tiếp bài số 3 nha em, xem Miss Jacobs đang ở vị trí nào ha. Ở đây form nào, và cô ấy chính là representative, người đại diện của công ty Bingham Title. Có nhiều bạn sẽ đánh câu D đấy em, câu D là gì? Cô ấy cần mang theo những cái giấy tờ identity nhận diện đến cái sự kiện. Có nhiều bạn nhầm tưởng câu này nè. Vui lòng hãy mang theo nó đến địa điểm diễn ra sự kiện. Nó đây chính là cái form xác nhận đó. Thì có nhiều bạn tưởng cái form xác nhận chính là giấy tờ nhận diện, nhưng không phải. Giấy tờ identity nhận diện chính là chứng minh nhân dân nè, hoặc là thẻ căn cước, hoặc là hộ chiếu, chứ nó không thể là một cái form đăng ký ha. Vậy câu đi là sai. Mình sẽ tiếp bài số 3 đi em, xem chỗ nào chưa dò.
Đoạn cuối form nào cũng đọc nha. Setup, cái việc thiết lập bố trí á, sẽ được cho phép bắt đầu vào lúc 6 giờ sáng vào các ngày diễn ra sự kiện. Rồi ký tên nè, ngày đăng ký là ngày 16 tháng 10, tháng 2. Ok, nhưng mà lúc nãy bài số 1 đây mình có dò một cái thông tin là nếu đăng ký trước ngày 28 tháng 2, em coi nè. Tuy nhiên nếu những ai mà đăng ký trước ngày 28 tháng 2 sẽ được đặt chỗ một cái bàn kích cỡ regular thông thường, chỉ tốn có 130 đô thôi. Còn bình thường là bao nhiêu em? Bình thường một cái bàn kích cỡ thông thường á sẽ bị tính phí là 150 đô ha. Và em xem là Miss Jacobs đăng ký cái bàn kích cỡ thông thường phải không? Vậy chắc chắn là cô ấy nhận được giảm giá rồi vì đăng ký trước ngày 28 tháng 2 ha. Vậy đáp án là câu câu C phải không? Ok. Sẽ cùng nhau hãy tóm lại những từ được highlight trong bài này các em nhé. Bài số 1 là một bài báo, đầu tiên mình có từ fair là hội chợ ha. Job fair là hội chợ việc làm. Hội chợ việc làm đầu tiên ở Aurora. Bài báo được viết bởi Taylor Bridge. Chamber of Commerce, ban thương mại của Aurora sẽ conduct, động từ conduct là tiến hành hay là thực hiện đấy. Sẽ tiến hành thực hiện một cái hội chợ việc làm đầu tiên ở Aurora vào ngày 29 tháng 3 từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối tại Arena, mà có từ Arena là sân vận động ha. Tại sân vận động thành phố Aurora, coordinator là điều phối viên đấy. Điều phối viên Alex Matte đã explain, giải thích rằng á, là cái hội chợ này được tổ chức in response to là để đáp lại ha, để đáp lại cái calls, những cái lời kêu gọi từ mayor là thị trưởng Owen Brownstein, người mà đã yêu cầu community là cộng đồng. Người đã yêu cầu cộng đồng, doanh nghiệp giúp đỡ thành phố address, động từ address là giải quyết đem. Giải quyết những cái issues, những cái vấn đề về cái unemployment là cái việc thất nghiệp ha. Unemployment là thất nghiệp. 50 công ty được dự đoán là sẽ participate là tham dự hay là tham gia ha. Employers, các người chủ doanh nghiệp mà muốn secure, đậm từ là có được đem. Mà muốn có được một cái bàn cỡ thông thường á, tại cái sự kiện thì được tính phí là 150 đô. Trong khi những cái bàn mà kích cỡ gấp đôi á thì sẽ tốn phí là 250 đô. However, tuy nhiên, những ai mà register, đậm từ là đăng ký đem, những ai mà đăng ký trước ngày 28 tháng 2 thì có thể reserve là đặt chỗ trước ha. Thì có thể đặt chỗ trước cho cái bàn kích cỡ thông thường chỉ với 130 đô. Để mà đăng ký hoặc là thanh toán thì hãy liên hệ Liz Perry tại địa chỉ email này jobseeker. Mình có động từ seek là tìm kiếm, seekers là những người tìm kiếm đem, jobseekers những người tìm kiếm việc làm, thì không cần phải register đăng ký in advance là trước ha. Không cần phải đăng ký trước và sẽ được admit. Admit có hai nghĩa, thứ nhất là thừa nhận, thứ hai là cho vào đem. Và sẽ được cho vào miễn phí ha. Rồi tiếp bài số 2 là một cái email gửi đến cho Liz Perry, gửi từ Mr. Collins, ngày gửi là 29 tháng 1, chủ đề là cái hội chợ việc làm Aurora. Dear Miss Perry, tôi đã đọc bài báo về cái hội chợ việc làm upcoming, sắp tới, sắp đến, và công ty của tôi là Star Mortgage, muốn be involved, là tham gia hay là tham dự đấy. Chúng tôi làm việc gần gũi, thân thiết với một công ty khác là Bingham Title, mà công ty này cũng quan tâm đến việc tham dự. Chúng tôi actually, mình có từ actually là thực ra hay là thực sự đấy. Chúng tôi thực ra là subsidiaries, là công ty con hay là công ty chi nhánh ha. Chúng tôi thực ra là những công ty con, công ty chi nhánh của công ty Moore Investments. Is it possible for us? Chúng tôi liệu có thể có những cái booth, là những cái quầy đấy em, những cái quầy, những cái gian hàng nằm cạnh bên nhau được hay không? Điều này sẽ allow, cho phép chúng tôi coordinate là phối hợp ha. Coordinate, phối hợp closely, chặt chẽ với nhau trong suốt cái sự kiện. Nếu điều này á có thể được chấp nhận thì tôi sẽ tiến hành register và đăng ký, thanh toán cho các bạn của chúng tôi và notify là báo tin hay là thông báo đấy em. Và thông báo cho đồng nghiệp của tôi tại Bingham Title để mà làm cái điều tương tự. Cảm ơn vì cái sự consideration là sự xem xét đem. Consideration là sự xem xét ha. Cảm ơn sự xem xét của bạn. Rồi ký tên. Bài số 3 là một cái form. Đầu tiên mình có từ confirmation, có nghĩa là xác nhận đem. Sự xác nhận ha.
Đây là cái form xác nhận cái người tham dự với tư cách là của một cái tổ chức hay là công ty ha. Thank you, cảm ơn bạn vì đã register là đăng ký đem. Và chúng tôi hy vọng bạn sẽ nhận thấy cái hội chợ này beneficial là có ích hay là có lợi ha. Beneficial có lợi hay là có ích. Cái form này á, service đóng vai trò như là cái sự xác nhận, cái phiếu xác nhận cái việc đăng ký của bạn. Vì vậy vui lòng hãy mang theo nó đến cái venue. Mình có từ venue là nơi, chỗ hoặc là địa điểm ha. Vui lòng hãy mang nó đến cái nơi, cái chỗ, cái địa điểm diễn ra sự kiện. Công ty là Bingham Title, representative, người đại diện là Jacobs. Số điện thoại nè, địa chỉ email. Tổng số cái passes là cái vé hay là cái thẻ đem. Tổng số vé, số thẻ cần là 3. Số bàn cần là 1. Kích cỡ là regular là thông thường ha. Payment method, phương thức thanh toán. Cash là tiền mặt, check là chi phiếu nè. Credit card là thẻ tín dụng. Bank transfer là chuyển khoản qua ngân hàng ha. Cái bàn của bạn á, cái mã số cái bàn của bạn là C14. Nó nằm ở gần cái main entrance. Mà cái từ entrance là lối vào hay là cổng vào đem. Entrance lối vào hay là cổng vào ha. Main là chính. Vậy nó nằm ở gần cái lối vào chính, cái cổng vào chính của địa điểm. Sau đó cái việc thiết lập bố trí á, sẽ được permit là cho phép. Sẽ được cho phép bắt đầu vào lúc 6 giờ sáng vào ngày diễn ra sự kiện. Rồi ký tên. Ngày đăng ký là ngày 16 tháng 2. Có 191 câu ai mình có từ focus on là chú trọng vào đi. Focus on, chú trọng vào ha. Tiếp theo mình có từ particular, có nghĩa là cụ thể. Particular, cụ thể. Industry, industry có nghĩa là công nghiệp, ngoài ra có nghĩa là ngành đi. Vậy câu ai có nghĩa là nó sẽ chú trọng vào những cái ngành nghề trong một cái ngành cụ thể ha. Câu ai mình có từ focus on là chú trọng vào cái gì đây? Focus on, chú trọng vào ha. Particular là cụ thể. Particular cụ thể ha. Industry vừa có nghĩa là công nghiệp, vừa có nghĩa là cái ngành ha. Vậy câu ai có nghĩa là nó sẽ chú trọng vào những cái nghề ở trong một cái ngành cụ thể. Câu B mình có từ initially là ban đầu hay là đầu tiên đi. Ban đầu hay là đầu tiên ha. Propose là đề xuất. Động từ propose là đề xuất. Vậy câu B là nó đầu tiên được đề xuất bởi thị trưởng của thành phố. Câu 192. Câu D mình có từ recruit. Động từ là tuyển dụng đi. Recruit là tuyển dụng ha. Volunteers là tình nguyện viên. Career là nghề nghiệp đi. Career là nghề nghiệp ha. Career fair nó bằng với lại job fair đó, là hội chợ việc làm luôn ha. Rồi câu 193. Cô em mình có từ operate, động từ là hoạt động hay là vận hành đem. Tiếp theo mình có từ branch, gặp rất nhiều là chi nhánh ha. Vậy câu A là nó hoạt động một số cái chi nhánh ở Aurora. Câu C mình có từ expand, động từ là mở rộng. Câu 194, câu A mình có từ promotional có 3 nghĩa. Thứ nhất là thăng tiến, thứ hai là quảng cáo và thứ ba là khuyến mãi. Ở đây có nghĩa là quảng cáo đem. Câu A có nghĩa là công ty của ông ấy sẽ lấy cái banner quảng cáo vào cái ngày diễn ra sự kiện, diễn ra cái hội chợ ha. Ok. Câu 196 đến câu 200 gồm có 3 bài đọc. Bài số 1 là email, bài số 2 là thông tin, bài số 3 là một cái review nhận xét đánh giá ha. Câu 196. Mr. Sandbrenner đã được yêu cầu làm gì? Về từ khóa chính là cái tên riêng này phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A. Tìm một cái photographer, một nhiếp ảnh gia để mà chụp ảnh những cái hồ gần đó. Câu B. Put together, tập hợp lại thành một cái slideshow về những cái phòng và cơ sở vật chất. Câu C. Thay đổi cái menu phục vụ ở phòng. Câu D. Đăng tải thêm những cái hình ảnh ở những cái khu có phong cảnh đẹp ở địa phương. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem Mr. Sandbrenner đang ở vị trí nào em nha. Câu đầu tiên mình dò bài số 1 luôn ha. Mr. Sandbrenner chính là người nhận cái email này form nào, và mình dò từ đầu luôn em nha. Người nhận email là Sandbrenner, người gửi là Longoria. Chủ đề là phản hồi lại cái cập nhật về cái tiến trình phát triển website. Người gửi nè. Attachment tập đính kèm là những cái hình ảnh. Hi Joel, thanks for, cảm ơn bạn vì cái sự cập nhật cho website của chúng tôi. Tôi rất là hài lòng với lại cái layout, cái bố cục này. Tôi thích những cái hình ảnh về căn phòng và cái cơ sở vật chất của chúng tôi. Và tôi nghĩ rằng cái slideshow, cái việc trình chiếu online trực tuyến là một ý tưởng hay. Chưa đáp án phong nào đọc tiếp nha. However, tuy nhiên, tôi muốn thêm những cái bức ảnh vào trong cái slideshow để mà cái slideshow nó có những cái khung cảnh thiên nhiên ở xung quanh nữa. Vậy thì em xem nè.
Longoria muốn thêm vào những cái bức ảnh cho cái slideshow, để mà cái slideshow này á nó có thêm những cái bức ảnh về những cái khung cảnh thiên nhiên ở xung quanh. Vậy có nghĩa là Mr. Stambrenner được yêu cầu làm gì về em? Đáp án là câu Cô đi phong nào được yêu cầu là đăng thêm những cái hình ảnh về những cái khu vực phong cảnh xinh đẹp ở khu địa phương, phải không? Đáp án là câu đi ha. Câu 197. Điều gì được nói về Miss Longoria về từ khóa chính là Miss Longoria phong nào sẽ bán trước nhà câu A. Bảy thì vẫn chưa thanh toán đầy đủ cho dịch vụ của Mr. Stambrenner. Câu B. Bảy muốn Mr. Stambrenner trình bày một cái bài thuyết trình tại văn phòng của bảy. Câu C. Bảy muốn cái menu của nhà hàng đó nó phải được cập nhật hàng ngày. Câu D. Bảy yêu cầu cái sự lựa chọn về việc thanh toán phải được add thêm vào cái trang online. Sau bây giờ mình sẽ cùng dò xem cái bài này nói gì về Miss Longoria ha. Mình dò tiếp bài số 1 nha, bởi vì bài số 1 cũng có Miss Longoria ha. I was thinking, tôi đang nghĩ rằng là chúng ta có thể đăng những cái hình ảnh về những cái activities, những cái hoạt động, ví dụ như là đi cano từ Boat Dock ở hồ Rand Lake, hoặc là đi bộ ở những cái con đường mòn One Lake Ranby. Tôi đã attach đính kèm một số hình ảnh mà bạn có thể sử dụng cho cái việc đó. Cho đáp án phong nào giờ tiếp nha. Bên cạnh đó, my colleague, đồng nghiệp của tôi, Alfredo Cantona, muốn thêm một cái trang ở trên website nơi mà anh ấy có thể đăng những cái menu hàng tuần và liệt kê những cái món mà có thể phục vụ ở phòng. Một khi mà những cái việc này được thêm vào, những cái điều này được thêm vào, thì chúng tôi có thể launch ra mắt cái website này. Và tôi sau đó sẽ gửi cho bạn cái balance, là cái phần còn lại đi em, cái phần còn lại của cái lương của bạn, cái thù lao của bạn. Ok em xem nè. Và rồi sau đó tôi sẽ gửi cho bạn cái balance, cái phần còn lại của cái lương, cái thù lao của bạn. Vậy có nghĩa là Longoria vẫn chưa thanh toán đầy đủ cho Mr. Stambrenner form nào? Vậy đáp án là câu câu A ha, là bà ấy vẫn chưa thanh toán đầy đủ cho Mr. Stambrenner cho cái dịch vụ của ông ấy. Ok. Câu 198. Miss Wilder chỉ ra điều gì về cái Morning Glory Guest Cottages? Về từ khóa chính là Miss Wilder và Morning Glory Guest Cottages form nào sẽ bán trước nhà câu A. Nó cung cấp accommodations, những cái chỗ ở, chỗ nghỉ rộng rãi. Câu B. Nó nằm trên bờ sông. Câu C. Nó tổ chức một cái sự kiện xã hội hàng tuần. Câu D. Nó có thể dễ dàng được đi đến bằng xe buýt. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem Miss Wilder và Morning Glory Guest Cottages nằm ở vị trí nào em nhé. Bài số 1 mình dò hết rồi, mình dò tiếp bài số 2 nha. Sở đây có từ Morning Glory Guest Cottages nè. Em dò xem có Miss Wilder hay không. Đoạn số 1 không có form nào, đoạn số 2 cũng không có luôn, đoạn cuối cùng cũng không có, mà Miss Wilder nằm ở bài số 3 nè em. Bài số 3 là một bài nhận xét đánh giá của Miss Wilder dành cho Morning Glory Guest Cottages. Mình đọc bài này em nhé. Để xem Miss Wilder nhận xét như thế nào về chỗ này em nhé. Morning Glory Guest Cottages là một nơi hoàn hảo tuyệt vời dành cho những ai mà muốn thoát khỏi để hòa mình vào thiên nhiên. Nó chỉ cách Denver có 2 tiếng đi bằng xe hơi và nằm ở bên cạnh một cái hồ xinh đẹp. My husband, chồng của tôi là Keith, và tôi đã ở đó 3 đêm và đi bộ mỗi ngày ở những cái hồ gần đó và dọc theo con sông Colorado River. Chưa đoán phải nào đọc tiếp nha. Chúng tôi rất là impressed, ấn tượng bởi cái chuyến đi dọc theo cái hồ Shadow Mountain Lake. The cottages thì rustic nhưng mà thoải mái. Chưa đoán phải nào đọc tiếp em nha. Kay thì thích paddling vòng quanh trong một chiếc cano, còn tôi thì thích mingling cùng với những vị khách khác tại cái bữa tiệc đốt lửa trại hàng tuần. Vậy thì em xem nè. Tôi thì thích mingling cùng với những vị khách khác tại cái bữa tiệc đốt lửa trại hàng tuần. Có nghĩa là Morning Glory Guest Cottages có tổ chức những cái bữa tiệc hàng tuần dành cho các vị khách tham gia, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào về em? Câu C, phải không? Nó tổ chức một cái sự kiện xã hội hàng tuần cho các vị khách tham gia ha. Đáp án là câu C. Câu 199. What is true? Điều gì đúng về Alfredo Canton? Về từ khóa chính là cái tên riêng này, phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A. Anh ấy chấp nhận cái việc đặt chỗ online cho cái bữa ăn. Cô B. Anh ấy gần đây đã sử dụng dịch vụ phòng từ một cái nhà hàng. Cô C. Anh ấy là một cái chef, đầu bếp, chuyên về việc chuẩn bị những cái ẩm thực hay là món ăn thuộc Hy Lạp. Cô D. Anh ấy đăng tải những cái bài nhận xét đánh giá từ những người đi ăn trên một cái website của resort. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dọc tiếp bài số 3 xem có nói gì đến Alfredo Canton hay không em nhé. Kể tiếp nào. Đoạn này có từ khóa không em? Không có nói gì đến Alfredo Canton phải không nào? Nhưng có từ Creek giống với trong đáp án này em. Tập câu này thử nha. Tôi cũng muốn compliment, dành lời khen cho cái nhà hàng Lucky Lucy Restaurant, cái những cái bữa ăn tuyệt vời của họ. Đáng chú ý nhất là những cái món ăn Hy Lạp, mà đó là những cái món ăn specialty, là đặc sản,
hay là chuyên môn đó em. Đó là những cái món ăn đặc sản chuyên môn của đầu bếp ở đó. Ok, rồi bây giờ mình dò ngược lên bài ở trên đi em. Bài số 2 xem có nói gì đến Alfredo Canton hay không. Ở đây form nào? Và đây chắc chắn là câu liên hệ giữa hai bài rồi. Rồi em đọc câu này thử nha. Mở cửa từ 8:30 sáng đến 9 giờ tối và nằm ở kế bên. Cái tòa lễ tân của cái này nè, của chúng tôi, là nhà hàng Lucky Lucy Restaurant, được điều hành bởi chef, bởi đầu bếp Alfredo Canton. Vậy Alfredo Canton chính là đầu bếp của nhà hàng Lucky Lucy Restaurant, phải không nào? Vậy chắc chắn là Alfredo Canton sẽ chuyên về chuẩn bị những cái món ăn Hy Lạp, phải không em? Vậy đáp án là câu nào? Câu C ha, ok. Câu 200, husband chồng của Miss Wilder đã làm gì trong lúc mọi máy ở? Vậy từ khóa chính là Miss Wilder's husband, phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A. Đi canoe ở hồ Grand Lake. Lúc này mình có đọc một cái thông tin là đi canoe, phải không em? Ở đây nè, bài số 3. Keith, mà Keith là ai vậy em? Chồng của tôi là chồng của Miss Wilder là Keith. Keith thì thích paddling xung quanh trong cái canoe. Có nghĩa là chồng của Miss Wilder có đi canoe, phải không nào? Nhưng mà có phải là đi canoe ở hồ Grand Lake hay không? Lúc nãy bài số 1 mình có dò rồi em. Đây nè, những cái hoạt động giống như là đi canoe từ cái boat dock ở hồ Grand Clay nè em. Ok, vậy đáp án là câu nào? Câu A luôn ha, mình không cần dò câu B, C, D nữa. Ok, sẽ cùng hệ thống là những từ rất quan trọng trong bài này các em nhé. Bài số 1 là cái email gửi đến cho Stan Brenner, gửi từ Longoria. Chủ đề là cập nhật về cái tiến trình phát triển website. Ngày gửi là 20 tháng 3. Attachment đặt đính kèm là những cái hình ảnh. Hi Joel, thanks for, cảm ơn bạn về cái cập nhật trên website của chúng tôi. Tôi rất là please, hài lòng với lại cái layout là bố cục đêm. Tôi thích những cái hình ảnh của những cái phòng và những cái facilities là cơ sở vật chất của chúng tôi ha. Và tôi nghĩ rằng cái slideshow là cái việc trình chiếu đêm. Cái việc trình chiếu online trực tuyến là một ý tưởng rất là hay. However, tuy nhiên tôi muốn thêm những cái bức ảnh vào trong cái slideshow để mà nó feature, động từ feature là có ha. Để nó có những cái khung cảnh thiên nhiên xung quanh của chúng tôi. Tôi đang nghĩ rằng là chúng ta có thể đăng tải những cái hình ảnh về những cái activities là hoạt động. Về những cái hoạt động giống như là đi canoe từ boat dock là từ bến tàu ở hồ Grand Lake, hoặc là đi bộ ở trails là đường mòn đấy. Mình có từ trails là đường mòn ha. Hoặc là đi bộ ở những cái con đường mòn xung quanh Lake Granby. Tôi đã attach là đính kèm. Tôi đã đính kèm một số cái hình ảnh mà bạn có thể sử dụng cho việc đó. Also, bên cạnh đó thì colleague là đồng nghiệp đấy em. Đồng nghiệp của tôi là Alfredo Canton. Muốn thêm vào một cái tab, một cái trang ở trên website, nơi mà nó có thể đăng tải những cái thực đơn hàng tuần và list, liệt kê ra những cái món mà nó có sẵn, nó có thể sử dụng cho cái việc phục vụ tại phòng. Once, một khi mà những cái này nó được thêm vào thì chúng tôi có thể launch là ra mắt hay là tung ra ha. Ra mắt hay là tung ra cái gì đó lần đầu. Thì chúng tôi có thể tung ra mắt cái website này. Và tôi sau đó sẽ gửi cho bạn cái balance là phần còn lại hay là số còn lại ha. Tôi sau đó có thể gửi cho bạn cái phần còn lại của cái payment là lương hay là thù lao đấy em. Của cái phần còn lại của lương hay là thù lao của bạn. Rồi ký tên ha. Bài số 2 là một cái thông tin trên website đấy em. Bài số 2 là một cái mẫu thông tin trên website ha. Đầu tiên mình có từ cottage là nhà tranh hay là nhà một tầng thường gặp ở nông thôn nè. Home là trang chủ nè, slideshow là trình chiếu, facilities cơ sở vật chất, rate đánh giá, dining là ăn uống nè. Contact liên hệ, reservation đặt chỗ trước. Mở cửa từ 8:30 sáng đến 9 giờ tối và nằm ở kế bên cái building, cái tòa nhà reception là lễ tân nè, cái tòa lễ tân ha. Nằm kế bên cái tòa lễ tân của cái compound. Mình có từ compound là cái khu dân cư. Nó biệt lập, nó khép kín, nó có đầy đủ tiện nghi và rất là an ninh, người ta gọi là compound ha. Ở bên cạnh cái tòa lễ tân của khu dân cư của chúng tôi là cái nhà hàng Lucky Lucy Restaurant, được điều hành bởi chef, bởi đầu bếp Alfredo Canton. Để xem được những cái thực đơn hàng tuần cho bữa sáng, bữa trưa và bữa tối thì hãy click vào chỗ này nè. Thời gian mà phục vụ bữa ăn đã được liệt kê và thông tin cập nhật thì được đăng tải vào mỗi chủ nhật vào lúc 7:30 sáng. Nhà hàng Lucky Lucy Restaurant rất là vui để mà cung cấp cái thực đơn những cái món ăn có giới hạn mà có thể deliver là giao đấy em. Deliver là giao hàng đó ha. Có thể được giao đến cottage, cái nhà của bạn. Click vào cái từ here để mà find out, để tìm hiểu xem những cái món nào thì có sẵn, có thể phục vụ ở phòng. Dịch vụ phòng thì được cung cấp từ 7:00 sáng đến 10:00 tối vào ngày trong tuần và từ 8:00 sáng đến 10:11 đến 11:00 đêm vào ngày cuối tuần ha. Rồi tiếp bài số 3 là một bài review nhận xét đánh giá.
Bài này được viết bởi Jamin Wider. Đánh giá 4 sao nè. Morning Glory Guest Cottages là một nơi hoàn hảo tuyệt vời dành cho những ai muốn escape. Đậm từ escape là thoát khỏi đó ha. Những ai muốn thoát khỏi để mà hòa mình vào nature là thiên nhiên. Nó chỉ cách 2 tiếng, cách Denver 2 tiếng đi bằng xe hơi và nằm ở bên cạnh một cái hồ ở vùng núi xinh đẹp. Chồng của tôi là Kate và tôi đã ở đó 3 đêm và đi bộ mỗi ngày. Ở những cái hồ nearby là gần đó đi. Nearby, gần đó ha. Nearby, gần đó. Và dọc theo con sông Colorado River. Chúng tôi thì rất là impressed, là ấn tượng đi. Chúng tôi rất là ấn tượng bởi cái chuyến đi bộ, cái lần đi bộ dọc theo cái hồ Shadow Mountain Lake. The cottages, những cái ngôi nhà đó, thì rustic, mình có từ rustic có nghĩa là mộc mạc hay là thô sơ ha. Những ngôi nhà thì mộc mạc, thô sơ nhưng mà rất là thoải mái. Kate thì thích paddling, mình có từ paddle là chèo thuyền hay là chèo xuồng đêm. Kate thì thích chèo thuyền xung quanh trong một cái chiếc canoe. Còn tôi thì thích mingling, mình có từ mingle with có nghĩa là lẫn vào hay là tham gia vào ha. Tôi thì thích lẫn vào, tham gia vào cùng với những vị khách khác ở một cái bữa tiệc đốt lửa hàng tuần. Tôi cũng muốn compliment, mình có từ compliment, đồng từ là khen ngợi đi. Tôi cũng muốn khen ngợi, dành lời khen ngợi cho nhà hàng Lucky Lucy Restaurant vì những cái bữa ăn incredible, là tuyệt vời hay là không thể tin được đem, tuyệt vời đó ha, vì những cái bữa ăn tuyệt vời của họ. Đáng chú ý nhất là những cái món ăn Hy Lạp, mà những cái món đó đó là specialty, mà có từ specialty là món đặc sản hay là món ăn đặc biệt hoặc là cái món chuyên của cái đầu bếp ở đó ha. Một cái điều complaint là phàn nàn của tôi á là cái menu mà phục vụ ở phòng á, nó được cung cấp chỉ là những cái sandwich, những cái món sandwich, snack, thức ăn nhẹ và beverage là thức uống nè. Nó chỉ cung cấp những cái món sandwich, thức ăn nhẹ và thức uống đơn giản ha. Rồi tới 196 câu ai mình có từ photographer là nhiếp ảnh gia hay là người chụp ảnh á. Nhiếp ảnh gia hay là người chụp ảnh ha. Câu tiên mình có từ scenic có nghĩa là cảnh xinh đẹp, các em, phong cảnh hay là xinh đẹp ha, thuộc về phong cảnh hay là xinh đẹp. Rồi tiếp câu 198, câu ai mình có từ accommodations là chỗ ở hay là chỗ nghỉ ha. Accommodation là chỗ ở hay là chỗ nghỉ. Spacious là rộng rãi, rộng lớn, các em, spacious, rộng rãi hay là rộng lớn ha. Rồi tiếp câu tiên mình có từ accessible. Đây là tính từ của từ access. Access vừa là động từ vừa là danh từ, có nghĩa là truy cập hay là tiếp cận. Accessible là có thể truy cập hay là có thể tiếp cận đem. Một cái nơi mà có thể truy cập, có thể tiếp cận, có nghĩa là có thể đi đến được ha. Vậy câu T là nó có thể dễ dàng đi đến được bằng xe buýt. Rồi câu 199, câu A mình có từ reservation là đặt chỗ trước. Câu C mình có từ specializing. Specialize đối với từ in là chuyên về cái gì ha. Chuyên về. Ok.